Ukraine đã kêu gọi Mỹ gửi hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến có hiệu quả cao trong việc đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo vào hành trình khi nước này hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp quốc gia. Theo các tin tức sơ khởi, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông sẽ gửi 1.8 tỷ đô la hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine, bao gồm cả một hệ thống phòng không mới tinh vi. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng sự gia tăng viện trợ đáng kể dự kiến sẽ được dẫn đầu bởi các hệ thống phòng thủ họa tiễn Patriot được bao gồm trong gói hàng lần này. Thông báo mới sẽ bổ sung vào khoản hỗ trợ an ninh trị giá gần 20 tỷ đô la Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 và sẽ đến cùng lúc các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang xem xét một biện pháp chi tiêu sâu rộng của chính phủ, bao gồm thêm 45 tỷ đô la hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine. Đây sẽ là hệ thống vũ khí phòng thủ tầm xa hiệu quả nhất được cởi đến nước này, và các quan chức cho biết nó sẽ giúp bảo đảm không phận cho các quốc gia NATO ở Đông Âu trước đây mỹ đã gửi các khẩu đội patriot tới các đồng minh nato như ba lan như một cách để tăng cường khả năng phòng thủ của họ đồng thời gửi các hệ thống vũ khí khác tới ukraine để hỗ trợ chống lại cuộc xâm lược của nga